chạnh lòng và xót xa trước khó khăn của người dân miền Trung. Liên tiếp các cơn bão lớn đổ bộ khiến người dân nơi đây phải oằn mình hứng chịu, nhiều nhà cửa, hoa màu, vật nuôi đã trôi theo dòng nước lũ. Trước tình hình này, để san sẻ và chung tay giúp đồng bào vượt qua thiên tai, các trường đại học ở các thành phố lớn đang có nhiều sinh viên đến từ các tỉnh miền Trung đã lên kế hoạch và phương án hỗ trợ vật chất, học phí cho các bạn. Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đợt bão lũ vừa qua, có khoảng 300 sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có đến 216 trường hợp bị tổn thất nặng. Nhà trường đã triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ các bạn trong thời gian khó khăn này. Đặc biệt, nhà trường đã quyết định giảm 50% học phí học kỳ 1 cho các đối tượng sinh viên bị ảnh hưởng. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo, để góp phần chia sẻ với những khó khăn tới người dân miền Trung ruột thịt, các cán bộ viên chức công đoàn trường đang triển khai đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Đồng thời, nhà trường quyết định hỗ trợ trực tiếp xét cho sinh viên có gia đình gặp khó khăn đang bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, lũ lụt với các mức hỗ trợ tương đương miễn 100% hoặc 50% mức học phí hệ chuẩn học kỳ 1 năm học năm 2020 đến năm 2021. Trường Đại học Thương mại thông báo hỗ trợ mỗi sinh viên của trường có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế 10 triệu đồng. Trường Đại học Thủy lợi hiện có hàng trăm sinh viên đến từ các tỉnh miền Trung từ Nghệ An trở vào. Trong đó, có các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Những ngày qua, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại to lớn về người và tài sản. Trước tình hình này, nhà trường đã triển khai việc hỗ trợ trực tiếp như miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian bão liên tiếp, nhiều trường đại học giảm từ 50 đến 100% học phí cho sinh viên miền Trung. Thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2020, 13 giờ 54, ICSIA sẻ bài học quan trọng nhất về hạnh phúc từ nghiên cứu kéo dài nhất của Đại học Harvard, đây là việc nên làm cả đời để viên mãn và thành công. Trường Đại học Jack Ma sáng lập một năm tuyển chưa tới 50 sinh viên, tỷ lệ đỗ còn khó hơn Harvard, đọc xong yêu cầu ai cũng khóc thét. Ba trường đại học của Việt Nam có ngành lọt top tốt nhất thế giới, một trường bất ngờ vươn lên dẫn đầu. Trước tình hình khó khăn của người dân miền Trung, các trường đại học đã quyết định giảm học phí cho sinh viên bị ảnh hưởng do bão. Tình hình mưa lũ, bão lụt những ngày qua khiến người dân cả nước không khỏi chạnh lòng và xót xa trước khó khăn của người dân miền Trung. Liên tiếp các cơn bão lớn đổ bộ khiến người dân nơi đây phải oằn mình hứng chịu, nhiều nhà cửa, hoa màu, vật nuôi đã trôi theo dòng nước lũ. Trước tình hình này, để san sẻ và chung tay giúp đồng bào vượt qua thiên tai, các trường đại học ở các thành phố lớn đang có nhiều sinh viên đến từ các tỉnh miền Trung đã lên kế hoạch và phương án hỗ trợ vật chất, học phí cho các bạn. Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, đợt bão lũ vừa qua, có khoảng 300 sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng, trong đó có đến 216 trường hợp bị tổn thất nặng. Nhà trường đã triển khai các hoạt động nhằm hỗ trợ các bạn trong thời gian khó khăn này. Đặc biệt, nhà trường đã quyết định giảm 50% học phí học kỳ 1 cho các đối tượng sinh viên bị ảnh hưởng. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội cũng thông báo, để góp phần chia sẻ với những khó khăn tới người dân miền Trung ruột thịt, các cán bộ viên chức công đoàn trường đang triển khai đợt quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung. Đồng thời, nhà trường quyết định hỗ trợ trực tiếp xét cho sinh viên có gia đình gặp khó khăn đang bị ảnh hưởng trực tiếp của thiên tai, lũ lụt với các mức hỗ trợ tương đương miễn 100% hoặc 50% mức học phí hệ chuẩn học kỳ 1 năm học năm 2020 đến năm 2021. Trường Đại học Thương mại thông báo hỗ trợ mỗi sinh viên của trường có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế 10 triệu đồng. Trường Đại học Thủy lợi hiện có hàng trăm sinh viên đến từ các tỉnh miền Trung từ Nghệ An trở vào. Trong đó, có các tỉnh đang chịu ảnh hưởng của thiên tai. Những ngày qua, tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại các tỉnh miền Trung đã gây thiệt hại to lớn về người và tài sản. Trước tình hình này, nhà trường đã triển khai việc hỗ trợ trực tiếp như miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho các sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng của thiên tai trong thời gian qua. Trường Đại học Giao thông Vận tải đang rà soát danh sách sinh viên các tỉnh miền Trung đang theo học tại trường để có chính sách hỗ trợ. Số sinh viên khu vực miền Trung của trường khoảng 50 đến 60 em mỗi khóa, trong đó nhiều nhất là ở Hà Tĩnh,
Sau khi có số liệu thống kê, trường sẽ đưa ra phương án hỗ trợ cụ thể. Nhà trường hy vọng chia sẻ gánh nặng với gia đình các sinh viên, động viên tinh thần để sinh viên có thể yên tâm học tập. Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh thông báo xét học bổng, đồng hành vượt khó, hỗ trợ sinh viên có gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt tại các tỉnh miền Trung, năm học năm 2020 đến năm 2021. Theo đó, trường sẽ hỗ trợ 250 suất học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng cho những sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học còn trong thời hạn đào tạo theo quy định. Sinh viên có cha, mẹ hoặc người giám hộ ở các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt. Thời gian trường nhận nộp hồ sơ đến hết ngày 5 tháng 11. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng từ lũ lụt năm nay. Theo đó, những em có gia đình nằm trong vùng chịu ảnh hưởng nặng từ lũ lụt ở các tỉnh như Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế làm hồ sơ gửi về trường để được hỗ trợ. Thời gian nhận đến hết ngày 30 tháng 10. Trường đã thống kê những tân sinh viên đến từ vùng bị bão lũ bị ảnh hưởng nặng để có phương án hỗ trợ kịp thời. Trường cũng đang chuẩn bị các phương án hỗ trợ cho các sinh viên khó khăn và học giỏi theo các tiêu chí của nhà tài trợ hàng năm. Tuy nhiên năm nay, tại thời điểm này, nhà trường sẽ ưu tiên các em có gia đình bị ảnh hưởng bởi bão lụt ở miền Trung. Quỹ học bổng nhà trường dự kiến sẽ trao ưu tiên cho sinh viên chịu ảnh hưởng bão lụt và các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, học giỏi đầu năm học khoảng 700 triệu đồng. Trường Cao đẳng Quốc tế TP Hồ Chí Minh cũng đã có văn bản thông báo về việc hỗ trợ 50% học phí dành cho tân sinh viên các tỉnh miền Trung năm học năm 2020 đến năm 2021. Theo nhà trường, trường muốn chia sẻ với những khó khăn, thiệt thòi của các em, không muốn học sinh, sinh viên nào của trường bị ảnh hưởng của bão lũ lụt mà phải bỏ học vì không đủ tiền đóng học phí và trang trải chi phí học tập. Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết nhà trường sẵn sàng hỗ trợ tất cả các trường hợp sinh viên có gia đình khó khăn và chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thiên tai lũ lụt miền Trung. Nhà trường ra thông báo hỗ trợ 50% học phí học kỳ cuối năm 2020 dựa trên mức học phí chương trình đại trà. Mức hỗ trợ này dành cho sinh viên các khóa 44, 45, 46 hệ đại học chính quy có nguyện vọng được hỗ trợ do ảnh hưởng của lũ lụt có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh thuộc miền Bắc Trung Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Ngoài ra, Đại học Kinh tế cũng vừa có quyết định mở rộng phạm vi đối tượng nhận hỗ trợ là sinh viên đến từ Quảng Nam và sinh viên khóa 43 Đại học Chính quy đang học học kỳ cuối năm 2020. Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng đang lập danh sách số sinh viên ở các tỉnh miền Trung có gia đình bị thiệt hại do bão lũ để hỗ trợ giảm 50% học phí. Dự kiến, tổng số tiền học phí miễn giảm cho đối tượng này lên đến 3 tỷ đồng.